Land Rover Defender 2020 hồi sinh sau 23 năm vắng bóng. Đơn hàng cho chiếc Land Rover Defender 2020 mới đã được bắt đầu tại thị trường Mỹ, đánh dấu sự trở lại của một biểu tượng sau 23 năm vắng bóng. Ngoài việc mang đến cho khách hàng tại Mỹ chiếc Defender mới, Land Rover cũng bắt đầu cung cấp cho những đại lý một lô Defender mới để khách hàng có thể có một cái nhìn cận cảnh. Mức giá để sở hữu một chiếc Defender 110 khởi điểm từ 50.925 đô la Mỹ, tương đương 1,18 tỷ đồng, bao gồm phí vận chuyển và phí xử lý. Phiên bản 90 với 3 cửa sẽ cập bến sau đó. Chiếc Land Rover Defender mới được xây dựng dựa trên nền tảng D7X toàn nhôm mới cấu trúc cứng cáp nhất, từng được hãng sử dụng và gấp 3 lần so với thiết kế body on frame truyền thống. Chiếc Defender mới cũng là chiếc Land Rover đầu tiên được trang bị hệ thống phản hồi địa hình, cho phép người lái thay đổi cài đặt của xe phụ thuộc vào điều kiện lái với độ chính xác cao hơn. Hệ thống off-road mới được hỗ trợ bởi hệ thống treo độc lập hoàn toàn, hộp số chuyển tốc độ kép và hệ thống dẫn động 4 bánh cố định. Những mẫu B300 cơ sở của Land Rover Defender 2020 được trang bị động cơ turbocharged 4 xi lanh 296 mã lực. Chiếc Defender B400 là cấp độ cao nhất cho dòng này tại Mỹ ít nhất cho đến khi có phiên bản động cơ V8. Với động cơ mild hybrid 36 xi lanh với công suất 395 mã lực, cả hai mẫu đều được kết nối với hộp số tự động 8 cấp. Khách hàng có thể thiết kế chiếc Defender mang bản sắc của mình thông qua gói 4 gói phụ kiện riêng biệt cũng như những dòng phụ kiện riêng biệt khác của hãng.